Phần cuối của chương trình như thường lệ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, chưa bao giờ cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy lại nóng như trong thời gian vừa qua, khi số lượng ma túy mà các cơ quan chức năng bắt giữ được đã lên tới con số hàng tạ, thậm chí là hàng tấn. Việt Nam đã trở thành cung đường là mắt xích quan trọng trong hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Vậy các đối tượng buôn bán ma túy đã dùng những thủ đoạn nào để có thể qua mắt được các cơ quan chức năng đưa trót lọt số lượng lớn ma túy vào Việt Nam? Phóng sự ngay sau đây sẽ làm rõ những thủ đoạn tinh vi này. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một xe ô tô Toyota hiệu Venza màu đen biển kiểm soát 29A09629 đang lưu thông từ địa bàn Lào hướng về cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có chở theo ma túy. Đấu tranh khai thác, ban đầu lái xe Nguyễn Văn Anh không khai nhận đang vận chuyển ma túy. Chỉ đến khi các cán bộ trinh sát của bộ đội biên phòng dùng máy cắt kim loại cắt gầm của chiếc xe Toyota Venza và phát hiện 55 bánh heroin, 34 bánh nữa được phát hiện cất giấu trong ốp đỡ ba đờ sóc phía sau xe, 31 bánh được giấu trong ống xả và của thềm ở dưới gầm xe. Không thể chối cãi, lái xe khai nhận đã được đối tượng Nguyễn Quốc Trung, trú tại xã Sơn Kỳ 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, thuê lái từ Viên Chăn, Lào vận chuyển về. Năm vừa qua thì cũng đã bắt giữ được nhiều, số lượng rất nhiều. Mà đặc biệt là có một cái xe là thiết kế là cái hầm ở dưới gầm xe, những cái vụ 127 ấy, thì chúng tôi cũng bắt ngay giữa cửa khẩu luôn. Các đối tượng là ngụy trang bằng cách là thu giấu trong các cái hành lý cá nhân. Việc làm cái sàn xe hai đáy để thu giấu ma túy vào giữa. Không chỉ thực hiện phương án cất giấu ma túy trong xe rồi đi thẳng qua cửa khẩu, nhiều đối tượng còn tổ chức xé lẻ hàng vượt biên từ Lào sang rồi tập kết ngay tại vùng biên và chuyển lên xe khách để vận chuyển trong nội địa. Qua triệt phá chuyên án số 218LB ngày 17 tháng 2 năm 2019, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã thu giữ được 294 kg ma túy đá, một xe khách biển số Lào 2654. Điều đó chứng tỏ rằng các đối tượng buôn bán ma túy đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, có tổ chức và mạng lưới điều hành rộng khắp mang tính chất chuyên nghiệp. Về cái lượng ma túy mà các loại tội phạm vận chuyển qua khu vực biên giới thì nó nhiều, tăng về số lượng. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2019 trở lại đây, lượng ma túy chuyển qua địa bàn này bị phát hiện và bắt giữ tăng đột biến, với 61 đối tượng bị bắt giữ, tang vật là 150 bánh heroin, 350 kg ma túy đá, gần 700.000 viên ma túy tổng hợp. Với địa hình vùng biên phức tạp hiểm trở và lại là tuyến đường ngắn nhất từ khu vực Tam Giác Vàng về Việt Nam và trung chuyển đi các nơi, thời gian tới, Hà Tĩnh vẫn sẽ tiếp tục là cung đường vàng để các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy hoạt động. Nãy thì cái phương thức của chúng là chúng ma túy chúng được vận chuyển bằng nhiều công đoạn đấy, và chúng nhiều công đoạn này thì cái việc là ta đấu tranh trong quá trình theo dõi các hoạt động chúng rất khó. Lưu lượng người, phương tiện hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu ngày một đông. Trong khi đó, cái yêu cầu cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu là phải đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, nhân dân làm ăn qua lại cửa khẩu. Điều này ảnh hưởng đến cái công tác kiểm tra kiểm soát của anh em, cũng như là kẽ hở cho các cái đối tượng ma túy lợi dụng hoạt động. Kinh tế phát triển, số lượng người và phương tiện qua lại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh lên đến hàng ngàn lượt mỗi ngày. Cùng với sự giao thương thuận tiện, các thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hóa cũng được đơn giản hóa, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động giao thương giữa hai nước Việt Lào. Chính vì vậy, các đối tượng xấu đã lợi dụng khai thác triệt để chủ trương này để biến Việt Nam thành cung đường vàng trong hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy. Thưa quý vị, tệ nạn ma túy được coi là một trong những mối đe dọa to lớn đối với an ninh nhân loại. Đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Do vậy, chủ động phòng ngừa tội phạm, trong đó có các tội phạm về ma túy, là chủ trương và cũng là yêu cầu cấp bách của Đảng, Nhà nước ta hiện nay, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do tội phạm gây ra, ngăn chặn, giảm bớt và tiến tới loại trừ loại tội phạm này. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Phương Uyên xin được kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.